Cây cao su đang bước vào một niên vụ mới với những tín hiệu khả quan về giá mủ bán ra trên thị trường. Thời điểm này, nhà vườn trồng cao su cần chăm bón vườn cây ra sao để đảm bảo về cả sản lượng lẫn chất lượng mủ? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh ngày 8 tháng 5 năm 2022 với phần tư vấn cụ thể của tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.